Xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác một là mẫu xe Twitter Thunder, một là mẫu xe full carbon được chạy full bộ group Shimano Crazit đang bán tại cửa hàng em, mức giá chỉ có là 12.800. Các bác được một chiếc xe thương hiệu Twitter khá là quen thuộc với các bác chơi xe thương hiệu Đức. Khung full carbon, nước sơn này về là nước sơn màu xám cực kỳ đẹp. Hầu như là các bác nhìn thấy chiếc xe tổng thể cực kỳ là mới, hầu như là không có vết xước nhỏ là đáng kể, xe rất là mới, Twitter thương hiệu Đức cực kỳ quen thuộc cho các bác chơi xe này. Chạy full bộ group chuyển động Shimano Crazit đời mới. Cái khung hay các thứ rất là đẹp, cái đường bo cong bánh này, đùi trục rỗng dây trục pích, bộ vành cao bản cũng của dây trục pích. Xe là nguyên chiếc nguyên zin chính hãng, phanh ba mảnh cũng Chopec, thương hiệu sản xuất hầu như là trên những chiếc xe Twitter thì những cái phụ tùng này Chopec này là hầu như những chiếc xe chính hãng là đều có nguyên zin, xe nguyên zin, sơn cực kỳ đẹp. Mayer bi vòng đánh bạc đạn đằng sau cối lỗ. Một giám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, khóa yên tới tâm cổ phốt 52 cm. Thì xe phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m64-65 đến khoảng 74-75 đi là phù hợp. Và chuyển động Crazit với 8 tầng líp và 2 tầng đĩa, cho xe có 16 tốc độ khác nhau. Thì cái giá bán của chiếc xe như em đã nói ngay từ đầu video chỉ có là 12.800, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975-09943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những cái chiếc xe khác và đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp vào những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.